Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Có thể nhìn thấy trước mắt mọi người ở trên màn hình, chúng ta đang thấy là những cái bộ dây mà các bạn nhân viên kỹ thuật bên em vừa mới đi quay xong. Thì mọi người thấy không? Đây là những cặp dây tín hiệu rất là đẹp. Đầu jack là đầu jack Nakamichi. Thấy mọi người thấy không? Đầu jack Nakamichi này mọi người thường thấy ở trên những cái dây mà em tặng cho mọi người á. Thì chúng ta thấy lần này thì dây đầu tư chất lượng hơn. Đấy. Đây là bản Nakarane L2T28 nhá. L2T2S Karane. Dây này tên là Karane nhé mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Karane này. Bản này thì nổi tiếng lắm, mọi người thấy rất là nhiều trên thị trường. Dòng này thì là của Nhật nhá, made in Japan này. Em nhập số lượng mười mấy cuộn về chỉ để làm. Mọi người biết làm gì không? Làm chỉ để tặng cho mọi người thôi. Dây này không bán nhé mọi người. Dây này em không bán. Đấy, những bộ dây bình thường giá trên thị trường nó sẽ dao động từ 250 cho đến 280.000 một cặp. Nhưng mà đây là em làm để tặng riêng cho những khách hàng mua sản phẩm DAC bên em, tức là mua những sản phẩm đầu giải mã bên em. Thì thường thì em sẽ tặng dây quang, nhưng mà nếu không tặng dây quang, không cần dây quang thì em sẽ tặng dây này. Thì tại vì mọi người thường hay nghĩ là những cái giá trị quà tặng đi kèm nó chỉ mang tính chất là tặng kèm thêm cho vui thôi, mọi người cũng không có muốn dùng những cái đấy. Có những bên thì họ sẽ khống cái giá quà tặng lên kiểu như thế này, chẳng hạn như là có những cái sợi dây quang nó rẻ tiền, chẳng hạn như đây em sẽ cho mọi người xem nhé. Đây là sợi dây quang Choshi. Đây là dây quang Choshi. Cái dây quang này thì chắc là mọi người thấy ở rất là nhiều nơi rồi đúng không? Cái dây quang Choshi này là cái dây quang nhập ở Trung Quốc, và giá của nó thì nó sẽ dao động chợ rời thì đang bán khoảng 20.000 đến 30.000 một sợi. Đấy. Thì cái này thường thì mọi người hay được tặng những cái này khi mà mua sản phẩm. Tuy nhiên em thì em sẽ không tặng. Em sẽ không tặng những cái phần quà như thế này. Tại vì sao? Em cũng sẽ chia sẻ luôn một chút. Thứ nhất là những cái sản phẩm như này giá nhập vào hàng chục chiếc hoặc là hàng nghìn chiếc để tặng cho mọi người đơn giản ngay. Giá nhập có khi chỉ khoảng 15 đến 20 nghìn một sợi như thế này thôi để tặng cho mọi người. Nhưng mà tại sao em không tặng những cái này? Bởi vì là khi mà em tặng những cái này ấy, vô hình dung thì nó không vấn đề gì cả. Tuy nhiên là nó vừa được cái giá thành nó rẻ hơn cho em mà mọi người vẫn dùng được. Tuy nhiên là nó có một cái nhược điểm như thế này là những cái hàng này nó nhanh hỏng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chất lượng nó không đảm bảo thì nó dùng kèm với cái sản phẩm em tặng cho mọi người đôi khi nó không đánh giá được. Nó không đánh giá được đúng cái giá trị sản phẩm của em. Thậm chí nếu không tốt thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả những cái sản phẩm mà em bán cho mọi người nữa. Đó chính là cái lý do vì sao tuyệt đối em không bao giờ em tặng những cái sợi dây kiểu như thế này cho mọi người. Mọi người mua sản phẩm xin thì nếu mọi người cần, nó xin thì nó hơi buồn cười. Nếu mọi người cảm thấy đang cần thiết một cái dây quang về nghe cho vui vui em cho luôn. Đấy, em cho luôn, cho kèm luôn. Còn khi mà em tặng thì em sẽ tặng những cái dây quang như là dây quang ly tông hoặc là dây quang audio quét, tốt hơn tùy vào sản phẩm. Đấy. Còn dây AV thì em cũng không tặng những cái dây AV Choshi mà nó màu trắng hay là nó những cái dòng dây mua chợ rời đại loại là mấy chục ngàn em không tặng, em cũng nói luôn là như vậy. Còn những cái bộ dây này nếu mà em nhập riêng về, nhập nguyên chiếc về sẽ rất là đắt. Nên là như vậy thì em cũng không tặng cho mọi người được, nên là chỉ có một cách duy nhất là em phải nhập những cái linh kiện rời như là đầu jack Nakamichi hay là dây nguyên bản, dây Karane, để em về thời gian rảnh thì có thể là nhờ các bạn đội ngũ kỹ thuật DIY làm thì mới tặng cho mọi người được. Thì đấy chính là cái giá trị quà tặng nó thật sự. Tuy nhiên là nó so với thị trường thì nó không đáng là bao nhiêu, nó không phải là những cái dòng dây chuẩn high-end hay những cái dòng dây đắt tiền. Nhưng mà với cái giá khoảng 200-300 nghìn thì em nghĩ là nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người rồi, nếu mọi người cần. Đấy, như những cái sản phẩm dây như thế này thì mọi người thấy rằng là kích thước dây nó dài 1 mét. Đấy, kích thước dây dài 1 mét. Em sẽ mở cho mọi người xem cách em làm. Đấy, nó cũng là khóa gen, mọi người thấy không? Đấy, cũng là khóa gen, thiếc rất cẩn thận. Đấy, mọi người thấy không? Các cái mối hàn rất cẩn thận nhé. Đấy, các cái mối hàn rất cẩn thận. Nhẽ ra là có thêm một cái màng co nữa nhưng mà dây nó hơi cộm một chút nên là em không co, em sẽ không co nữa. Đấy, mọi người thấy không? Từ bất kỳ một cái dây nào cũng thế, đều được làm rất là cẩn thận.
em sẽ mở ra cho mọi người xem. Đấy, các cái mối hàn đều chấm rất là tỉ mỉ này. Đấy, các cái mối hàn đều chấm rất là tỉ mỉ được không ạ? Nên là mọi người yên tâm rằng là những cái sản phẩm như thế này, em cũng nói luôn lại là em không bán nhá. Đấy, em không bán. Em không bán những cái dây này. Dù mọi người mua với bất kỳ cái giá nào thì em cũng không bán. Bởi vì đây là những cái phần quà mà em thời gian rảnh em mới làm được để tặng riêng cho mọi người thôi. Những ai mua DLC thì em sẽ tặng những cái dây này. Nếu chúng ta không lấy dây quay, dây AV Nakamichi. Còn chắc chắn là với cái dây này mà người mua trên thị trường giá nó sẽ phải ít nhất cũng phải tầm 250.000 một sợi. Cái với kích thước 1m. Còn 0,5m như này thì nó sẽ ít hơn. Thì mọi người thấy rằng là cái giá trị quà tặng nó thật sự nó chân thực và nó có giá trị. Chứ không phải là em nhập những cái sợi 5-70.000 rồi sau đó em không giá lên em bảo cái này 280 hay là 300.000 em tặng cho mọi người. Không có, chắc chắn là không có rồi ạ. Nên là mọi người khi mà mua sản phẩm thì mọi người có thể là thấy được rằng là em thật sự nghiêm túc với cái sản phẩm, với những cái giá trị mà em mang lại cho mọi người. Nên là nếu mọi người thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Đấy, em sẽ gửi đến mọi người những cái phần quà nó thật sự có nhu cầu, nó thật sự hợp lý để mọi người sử dụng làm sao nó hiệu quả nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.